thích mang đồ ăn khổng lồ trên chuyến tàu cùng người lạ. Hai cậu ăn chung không? Không ạ. Cảm ơn anh, không cần đâu. Chắc chưa? Thôi ăn lẹ đi, đừng ngại. Vâng, cảm ơn nhé. Cô cạp luôn đi. Như vậy không được. What the hell? Món trứng gà không lồ. Ôi trời ơi. Ăn nữa này. Đủ rồi ạ. Đùa chứ trứng gà điều đó. Ăn xong thì phải uống nước chứ. Trời ơi. Đây là nước dừa đấy, uống không? Anh uống không? Cục xà phòng giả, mình sẽ mời các cậu ấy ăn xà phòng này, ngon lắm. Hai cậu ăn trước đi. Sao mà ăn được? Một mình ông ăn được rồi. Ăn là chết đấy. Cái gì vậy anh ơi? Thử thách mang đồ ăn khổng lồ trên chuyến tàu cùng người lạ. Mở ra thật khó khăn. Cậu có muốn ăn cùng mình không? Hả? Còn cậu? Không ạ. Ăn thử đi, đừng ngại, tôi còn nhiều lắm đấy. Của cậu này. Còn cô cầm nguyên cây này ăn mới sướng. Mình cảm ơn. Mấy bộ thấy ngon không? Xuất sắc luôn. Hả? Mình sẽ ăn bánh tráng nhé. Cái gì vậy anh ơi? Ăn chung luôn không? Không ăn, không ăn. What the hell? Tớ có phần bánh tráng cây này. Day two. Hôm nay là ngày thứ hai tớ mang đồ ăn khổng lồ lên đây. Thấy trai đẹp ăn kẹo bao giờ chưa? Có muốn ăn chung không? Tôi không ăn. Còn anh ăn không? Tôi không ăn bằng tay, mà bỏ vào bọc cho tôi luôn đi. Thế này mới đã chứ. Tiếp theo là pizza khổng lồ. Cái gì vậy? Ăn cùng này. Thôi no lắm rồi. Còn anh ăn không? Ôi trời ơi. Uống trà sữa tráng miệng nào. Thiệt luôn đó hả? Thử thách mang đồ ăn khổng lồ lên trên tàu điện cùng người lạ. Cái gì? Chỉ nhìn thôi. Hộp mì gì lạ vậy? Muốn ăn không? Cầm lên ăn đi. Thôi, cảm ơn. Còn cô thì sao? Không ăn đâu. Sao mang ba thùng bự như này lên được vậy? Cậu ăn ngon là ok rồi. Cục thịt xương này nặng quá đi. Oh my god, what is that? Ăn chung nè. Ngại lắm. Không ăn đâu. Có chắc là không ăn không? What the hell? Later. Tớ sẽ ăn thử hộp kẹo cay nhất thế giới. Cũng không tệ. Có chuyện gì vậy? Cay chết tôi rồi. Anh có đang làm quá không? Hả? Thử thách mang đồ ăn khổng lồ trên chuyến tàu cùng người lạ phần 2. Cái gì vậy? Đây là miếng thịt heo thơm ngon. Hai bạn có muốn ăn thử không? Không đâu. Có gì đâu mà. Cứ nuốt vài miếng đi. Của anh đây. Thế cảm ơn cậu nhá. Ông lắm mới được ăn cái bún là chất lượng luôn á. Thịt heo thơm nhỉ. Tiếp theo là bánh trứng nướng khổng lồ. What is that? Oh my god. Sao, cậu có ăn không? Thôi ngán lắm. Cái gì vậy anh ơi? Con gái nói không là có đó hả? Đây là bánh mì bơ ngọt khổng lồ. Sao cậu có nhiều đồ ăn bự thế? Mình có túi thần kỳ mà. Hỏi làm gì ăn đi. Mỗi người một ô hả? What the hell? Later. Nhìn miếng dừa chén này vẫn là ngon nhất. Cậu đùa tôi đấy à? Cái này thì làm sao mà ăn được? Thì cứ cho vào miệng thôi. Ăn chung đi. Cho tiền cũng không ăn đâu. Vậy thì thôi. Cái này nó ăn được thật hả? Muốn ăn à? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thử thách mang đồ ăn khổng lồ trên chuyến tàu cùng người lạ phần 3. Cô có muốn ăn sushi không? Thôi, tôi không dám. Tớ sẽ bốc ra mời cô ấy. Ăn đi, ngon lắm. Yên tâm không có độc đâu. Cái này mà cũng ăn được sao? Ôi trời ơi. Món ăn kế tiếp là hamburger. Hả? Sao anh mang nó lên đây được vậy? Cô ăn chung đi. Thật luôn hả? Ông lắm mới được ăn cái bún là chất lượng luôn á. Mình ăn món tóc tiên xem họ phản ứng như nào nhé. Anh làm cái gì vậy? Hết món rồi, tôi tự ăn tóc thôi. Có muốn ăn không? Cái gì vậy anh ơi? Vậy thôi tôi ăn một mình vậy. Cái gì vậy? Cái này mà ăn được đấy à? Coi chừng nhập viện nhé. Đùa chứ đây là đồ ăn. Hai cậu ăn thử đi. Đúng thật nó ăn được mày ạ. Anh ấy làm cách nào hay vậy nhỉ? Cô ăn nhầm tóc của mình rồi kìa. Thôi chết. Bánh này chị mua có ngon không? Dạ ngon lắm ạ. Nhóc tì,
Mày đổi cho chị dưa hấu lấy bịch bánh này đi. Không đổi, cái thằng này nó ích kỷ lắm chị. Sao tao phải đổi đồ ăn với loại nghèo như mày chứ? Cô Tèo sáng giờ nó chưa có nhiều thứ để ăn. Em đối xử với bạn mình như vậy sao? Nó đói thì kệ nó. Em có muốn ăn trái cây không? Dạ có ạ. Thế chị sẽ tìm. Cô Tèo, chị vừa hái được nhiều đây dưa leo. Em ăn tạm, chị sẽ tìm dưa hấu sau cho. Em cảm ơn chị, ăn nhiều đây cũng ngon rồi. Chị không cần tìm nữa đâu. Mày tới đây làm gì? Ăn chọc thèm hai người chứ làm gì hả? Mày quá đáng lắm rồi đấy. Coi cái mặt nó thèm kìa. Em ở đây đợi chị một chút. Em lên xe đi Tèo. Chỉ muộn mình thằng Tèo lên chơi thôi. Đã qua, còn có cả dưa hấu nữa nè. Chị sẽ lên với em. Nhiều đồ ăn ngon quá. Cây kem này sẽ là của em, ăn đi. Cảm ơn chị. Đừng đó mà nhìn đi nhé. Em xin lỗi mà. Dưa hấu này ngon lắm. Em biết sai rồi. Các bạn có muốn tớ cho nhóc tí này lên chơi không? Ngày mai phải đóng tiền học rồi mà giờ tao chưa có tiền nữa. Mày không biết xin ba mẹ à? Ông bà có đưa cho tao rồi, mà tao mang tiền đó đi chơi game hết trơn. Giờ không biết làm sao. Tao có cách này. Cảnh sát đang truy tìm một tên người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn chuyên ăn thịt trẻ em. Nếu ai bắt được sẽ được thưởng 10 triệu đấy. Vậy tao với mày thử lên rừng tìm nó đi. Có gì bắt được tao chia cho 5 triệu. Sao không đi nữa? Mày ngu quá. Đặt xe ở đây rồi mới vào rừng được chứ. Tao thấy sợ rồi. Hay mình về nhà đi. Sợ cái gì? Tao sẽ bắt được nó. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Im lặng. Chạy nhanh lên. Nó đáng sợ hơn tao nghĩ. Bữa ăn của tao đây rồi. Lên xe mau. Xe bị kẹt cái gì vậy? Bể bánh xe rồi. Cái quái gì? Giờ phải làm sao? Chạy nhanh lên, ông chủ tới rồi kìa. Nhưng mà chân của em. Để tao gỡ ra cho. Không được rồi, cố gắng chạy đi. Ông bắt lại là chết cả đám đấy. Em chỉ hái được một trái bắp thôi. Không sao, khi nào chúng ta có tiền sẽ trả lại cho ông ấy. Hai em ăn trước vài cọng rau bắp cho đỡ đói đi. Chờ chị châm lửa nướng nó lên rồi chúng ta cùng ăn nhé. Dạ vâng ạ. Mình chỉ còn vài đồng để mua bánh mì làm cho hai em ấy ăn. Hai đứa yên tâm, chị sẽ chế biến thật ngon cho tụi bay. Vì ba mẹ không còn nữa nên mình phải gánh vác nuôi các em ấy. Tớ đi làm đã bị ông chủ lừa gạt không trả tiền lương, đói quá mới đành đi hái bắp trộm như thế này. Dán chịu một chút nhé. Sắp xong rồi. Từ sáng giờ mình vẫn chưa có gì trong bụng cả. Nhưng chỉ bao nhiêu đây thì không đủ cho ba người. Tớ sẽ nhường số đồ ăn này cho hai em. Đã lâu rồi hai đứa chưa ăn món ngon như vậy đúng không? Dạ vâng, nhìn cái này ngon quá. Em ăn đi, còn nóng lắm đấy. Ngon thật chị ơi, lần đầu tiên em được ăn ngon như vậy. Cho em ăn với. Mày ăn đi, chị thật sự không đói sao? Chị không đói. Lần đầu tiên ăn ngon như vậy, em hạnh phúc đến mức khóc luôn rồi. Vào lớp thôi trễ rồi. Trốn học một ngày thì có sao đâu. Nhưng bữa giờ mình trốn học gần một tuần rồi đấy. Tao hứa với mày hôm nay là ngày cuối. Thôi được rồi, mùi xuống chơi đập thẻ. Xíu nữa đi chơi net. Mà bữa giờ mày có nghe tin gì chưa? Có chuyện gì? Tao nghe nói dạo này có một người phụ nữ rất đáng sợ, cứ lang vãng ở trong thôn của mình. Cô là ai? Có chuyện gì không? Sao lại bắt chúng tôi? Mau thả ra tên khốn, ngươi đang làm gì thế? Xin bà đừng làm hại tụi con. Con không có tiền đâu. Tao không phải bắt cóc tống tiền. Chúng mày khóc cái gì hả? Bước qua đây, cái thằng này. Mày có thấy tao đẹp không? Miệng của tao rất đẹp đúng không? Mau nói đi. Dạ, đẹp lắm ạ. Thế thì để tao làm cho mày cái miệng giống vậy nhé. Còn mày thì sao? Có thấy tao đẹp không? Mau nói nhanh lên. Mặt bà đáng sợ lắm, không đẹp. Còn các ngươi thì sao? Tao có xinh không hả? Một, hai, ba chạy thôi. Cái gì vậy bà nói? Chân của chú ấy bị sao vậy nhỉ? Chú có cần con giúp gì không? Chú bị té nhẹ nên cũng không sao đâu. Thôi cho chú đỡ đau nha, con vừa nhớ ra cách này. Đi đâu nữa vậy Tiểu Mỹ? Chú bầm lá này ra rồi đắp lên, nó sẽ đỡ đau đó. Cảm ơn con nhé. Bị như vậy thì chú không thể nấu ăn được rồi. Tớ sẽ lấy tiền tiết kiệm của mình để mua đồ ăn nấu cho chú ấy. Mày lấy tiền đó đi đâu vậy? Con mang mua đồ ăn cho chú Hương ạ. Chân chú ấy bị đau con nghĩ sẽ không làm gì được đâu ba. Mày suốt ngày lo chuyện bao đồng, rồi tiền đâu tao mua rượu để uống đây? Nhưng đây là tiền của con. Con nhỏ này. Chú bán cho con thịt ạ. Của con đây. Xong rồi, mang qua thôi. Chú ơi, cháu vừa làm xong thịt hầm táo, chú mau ăn đi. Chú cảm ơn con nhiều nhé, cháu ngon lắm luôn. Ôi trời, nhìn hắn ta kìa, thật đáng xấu hổ. Sao có thể xê xỉn như vậy chứ, thôi con bỏ nó đi. Mấy người không được nói ba con như vậy. Thôi kệ cha con nó, đi thôi mọi người. Chú ơi.
ơi, chú có thể giúp ba con về nhà được không? Giúp kiểu gì khi hắn bự như vậy? Con có cái đầu vác người nè. Chú chịu thua con luôn đó. Hả? Cái gì vậy bà nội? Ba ơi, con đói quá. Thì mày tự đi mà mua đồ ăn, mắc gì cứ dẻo tao suốt thế. Đúng là báo đời. Mình nhịn đói một chút chắc sẽ không sao đâu. Tiểu Mỹ, từ sáng giờ con đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Ba con đúng thật là hết thuốc chữa rồi. Mua cho tao thêm 2 lít rượu. Mày quét nhanh cái tay lên coi. Làm gì thế? Sao lại kéo tao ra đây? Ông làm cha kiểu đó có ngày tôi đánh ông bầm mình. Để con giúp chú một tay nhé. Cảm ơn Tiểu Mỹ, con ra ngoài trước đi. Tiểu Mỹ đâu rồi? Ai mà biết. Ba thấy con mặc đầm của mẹ đẹp không ạ? Mày cởi ra, tao cấm mày từ nay nhắc tới con mẹ mày một lần nữa. Đúng là mất hứng ăn. Không sao đâu, con đừng buồn nha.